đây là chương trình phát thanh của trung tâm gian quá thể thao và truyền thanh thành phố châu đốc phát trên tần số FM 92,1 MHz. Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình phát thanh của Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thanh thành phố Châu Đốc. Hôm nay thứ Sáu, ngày 15 tháng 3 năm 2024. Trong chương trình thời sự hôm nay, sau phần tin có bài An Giang phát triển thương mại nội địa, Trước hết kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin. Ngày 14 tháng 3, Hội khuyến học thành phố Châu Đốc tổ chức lễ trao học bổng Thoại Ngọc Hầu năm học 2023-2024, đến dự có ông Trần Quốc Tuấn, Phó Chủ tịch thường trực Quỹ ban nhân dân thành phố Châu Đốc. Tại buổi lễ, có 102 em học sinh ở các cấp học thuộc hộ cận nghèo khó khăn có học lực khá giỏi, hạnh kiểm tốt trên địa bàn thành phố, nhận học bổng Thoại Ngọc Hầu với tổng kinh phí 200 triệu đồng do Ban Quản trị Lăng Miếu Núi Sam tài trợ cho Hội Khuyến học thành phố Châu Đốc nhằm giúp cho các em học sinh có điều kiện đến trường vượt khó dương lên trong học tập. Đây là chủ trương có ý nghĩa nhân văn to lớn, của Ban Thường vụ Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố Châu Đốc thực hiện từ năm học 2008-2009 cho đến nay, góp phần tiếp bước cho các em học sinh hộ cận nghèo, khó khăn của thành phố đến trường, phấn đấu vượt khó, rèn luyện và học tập tốt. Đã thành thông lệ, từ đầu tháng Giêng đến tháng Tư âm lịch, lượng phương tiện lưu thông và du khách đến thành phố Châu Đốc tham quan mùa sắm rất đông, đặc biệt là tại khu di tích quốc gia Miếu Bà Chúa xứ Núi Sam và chợ trung tâm Châu Đốc. Tính từ ngày 1 tháng 1 đến ngày 6 tháng 3 năm 2024, lượng khách đến tham quan mua sắm tại thành phố Châu Đốc hơn 1,8 triệu lượt, riêng trong tuần qua có trên 318.200 lượt khách đến tham quan. Để bảo đảm cho người và phương tiện đi lại an toàn và thuận tiện, lực lượng công an phường Châu Phú A và thành phố Châu Đốc đã tổ chức phân luồng, điều tiết, hướng dẫn giao thông tại các tuyến đường quanh khu vực chợ và các điểm du lịch, không để phương tiện dừng đổ gây cản trở giao thông. Bố trí công tác tăng cường kiểm soát lưu động, kịp thời xử lý nghiêm những trường hợp cố tình vi phạm, các hành vi lấn chiếm hành lang an toàn giao thông, cản trở, mất an toàn giao thông cho người và phương tiện gây nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông. Đặc biệt là những ngày cuối tuần, lượng du khách đến mua sắm tại chợ Châu Đốc rất đông, lực lượng công an phường cho Phú A kết hợp với ngành chức năng tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, nắm bắt kịp thời tình hình hoạt động của các loại đối tượng, phát hiện xử lý, ngăn chặn, răng đe và kiên quyết đấu tranh với các loại đối tượng móc túi, trộm cắp, cướp giật tài sản của người dân, sắp xếp bố trí các phương tiện, đặc biệt là các xe khách đậu đổ đúng nơi quy định, hạn chế không để xảy ra tình trạng ồn tắc giao thông, làm ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân và du khách đảm bảo giao thông được thông suốt, nhất là trong những ngày cao điểm, nhờ đó đảm bảo an toàn và tạo nhiều thuận lợi cho người dân, du khách đến tham quan, mua sắm tại chợ Châu Đốc. Ngày 14 tháng 3, Đảng quỹ quân sự thành phố Châu Đốc tổ chức hội nghị ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ tháng 3 năm 2024. Đồng chí Lâm Quang Thi, Bí thư Thành ủy, Bí thư Đảng ủy quân sự thành phố Châu Đốc chủ trì hội nghị. Trong tháng 2 năm 2024, Đảng quỹ quân sự thành phố Châu Đốc đã tập trung quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, nghị quyết chỉ thị, quy định kết luận của cấp trên, lãnh chỉ đạo thực hiện tốt chức năng tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương, triển khai thực hiện có hiệu quả các mặt công tác quân sự quốc phòng địa phương. Đặc biệt tổ chức thành công lễ giao nhận quân năm 2024, thực hiện tốt công tác phối hợp giữa ba lực lượng công an, quân sự biên phòng theo nghị định số 03 của Thủ tướng Chính phủ thông qua việc tổ chức các cuộc tuần tra kiểm soát đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Lãnh đạo thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong các ngày lễ Tết và công tác tiễn quân, thực hiện chăm lo các chế độ tiêu chuẩn cho lực lượng vũ trang thành phố, nhất là chế độ hỗ trợ Tết Nguyên đáng Giáp thình, bảo quản vũ khí, trang bị kỹ thuật, phương tiện thường xuyên theo quy định, lãnh đạo các cơ quan đơn vị tổ chức tăng gia sản xuất, cải thiện đời sống có chuyển biến tích cực. Nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 3 năm 2024, Đảng ủy quân sự thành phố sẽ tập trung chuẩn bị tốt nội dung chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu phục vụ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh kiểm tra, đảm bảo công tác huấn luyện cho các đối tượng, chủ động phối hợp chặt chẽ với các lực lượng tuần tra bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tập trung đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng, 100% cán bộ chiến sĩ sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Ngày 14 tháng 3, Đảng Quỹ, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường cho Phú A tổ chức lễ bàn giao nhà đại đoàn kết cho gia đình ông Nguyễn Văn Tường, sinh năm 1957, ngụ khóm Vĩnh Chánh, phường cho Phú A. Căn nhà có diện tích 36 m2, khung gỗ vách ton, mái ton, nóng đúc, sàn dán với tổng số tiền hỗ trợ 40 triệu đồng từ nguồn của Hội Bồ đề đạo tràng tài trợ. Phát biểu tại buổi lễ bàn giao nhà, đồng chí Trần Vũ, Phó Bí thư Đảng ủy phường Châu Phú A đã chúc mừng gia đình có căn nhà mới để ổn định cuộc sống, yên tâm lao động sản xuất. Đồng chí mong muốn gia đình ông Tường xem đây là nguồn động viên, khích lệ để nỗ lực vượt qua khó khăn, phấn đấu vươn lên trong cuộc sống, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động ở địa phương. Đây là công trình nhằm chào mừng Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Phường lần thứ 10, nhiệm kỳ 2024-2029, kỷ niệm 45 năm thành lập Phường cho Phú A, 25 tháng 4 1979, 25 tháng 4 2024. Ngày 14 tháng 3 năm 2024, Ủy ban Mặt trận Phường cho Phú B tổ chức bàn giao nhà đại đoàn kết cho hộ khó khăn về nhà ở trên địa bàn Phường. Hai căn nhà được bàn giao cho hộ ông Nguyễn Văn Đức, thường trú tổ 19 khóm Châu Long 8, căn nhà có diện tích 60 m2 và hộ ông Lê Văn Lộc, thường trú khóm Châu Long 8, phường Châu Phú B, căn nhà có diện tích 38,7 m2, tổng kinh phí xây dựng 124 triệu đồng, trong đó từ nguồn vận động của Ban Trị sự Phật giáo Hòa Hảo xã Vĩnh Hậu, huyện An Phú và Ban Trị sự Phật giáo Hòa Hảo phường Châu Phú B, thành phố Châu Đốc hỗ trợ mỗi căn 50 triệu đồng. Ngôi nhà và những phần quà thiết thực trao hỗ trợ chính là tình cảm, sự chia sẻ của cấp quỹ chính quyền, mặt trận tổ quốc, các ban trị sự Phật giáo hòa hảo, nhà hảo tâm đối với các hộ có hoàn cảnh khó khăn. Đây là nguồn động viên khích lệ giúp gia đình được ổn định về nơi ở, nỗ lực vượt qua khó khăn, tích cực lao động sản xuất, vươn lên trong cuộc sống. Ngày 14 tháng 3 năm 2024, Quỹ ban mặt trận Phường Châu Phú B nghiệm thu công trình nâng cấp bê tông hẻm 205 khóm Châu Long Tư phường Châu Phú B. Công trình nâng cấp bê tông hẻm 205 có chiều dài 150 m, ngang 2,5 m. Tổng kinh phí thực hiện công trình 94 triệu đồng do các mạnh thường quân và nhân dân đóng góp. Công trình hoàn thành và đưa vào sử dụng giải quyết được tình trạng ngập nước, bảo vệ môi trường, đặc biệt tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi lại. Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực nhằm lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường cho Phú B lần thứ 10, nhiệm kỳ 2024-2029. Ngày 14 tháng 3, Ban Quản lý Khu Du lịch Quốc gia Núi Sam tổ chức hội nghị tuyên truyền các văn bản quy phạm pháp luật về lâm nghiệp, an toàn phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ, thực hành sử dụng các dụng cụ phương tiện chữa cháy, cứu nạn cứu hộ và an ninh trật tự trong khu du lịch quốc gia núi Sam cho các hộ dân, các hộ kinh doanh trồng rừng, các đơn vị, cơ sở tín ngưỡng, quản lý di tích chùa, am, miếu trên địa bàn phường núi Sam, người hành nghề chạy xe Honda đầu các bến trong khu du lịch quốc gia núi Sam tại buổi tuyên truyền phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn công an tỉnh an giang hạt kiểm lâm liên quyện châu đốc tỉnh biên Công an phường Núi Sam, Phòng quản lý di sản và an ninh trật tự, Ban quản lý khu du lịch quốc gia Núi Sam tuyên truyền thông tư số 1 năm của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích, một số văn bản quy phạm pháp luật về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, kiến thức cơ bản về cháy nổ, về thoát hiểm, tự cứu và cứu nạn nhân, biện pháp xử lý tình huống bị nạn mắc kẹt trong đám cháy, các thao tác sử dụng các loại dụng cụ, phương tiện phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Nghị định 35 của Chính phủ về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lâm nghiệp, Nghị định số 07 của Chính phủ về sửa đổi bổ sung một số điều của các nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lâm nghiệp, bảo vệ và kiểm dịch thực vật, thú y, chăn nuôi, công tác đảm bảo an ninh trật tự trước, trong và sau lễ hội dưới bà chúa xứ núi Sam năm 2024 của phường núi Sam. Đồng thời, phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn công an tỉnh An Giang tiến hành hướng dẫn cho người dân về tính năng đặc điểm, cách sử dụng, bảo quản các loại bình chữa cháy sách tay, chữa cháy thông dụng dập tắt khai xăng và bình ca thông qua công tác tuyên truyền phổ biến quy định của pháp luật góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm trong việc chấp hành đúng quy định pháp luật của các tổ chức cá nhân trong lĩnh vực lâm nghiệp đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy cứu nạn cứu hộ an ninh trật tự và giúp cho người dân biết cách sử dụng một số dụng cụ chữa cháy chuyên dùng trong khu du lịch quốc gia núi sam hiện nay đang bước vào mùa nắng nóng hanh khô thời tiết diễn biến phức tạp tiềm ẩn nguy cơ cháy rừng ở mức cao để hạn chế đến mức thấp nhất các vụ cháy rừng có thể xảy ra hạt kiểm lâm và các cơ quan liên quan trong thành phố châu đốc đã tăng cường công tác tuyên truyền về công tác phòng cháy chữa cháy rừng và chủ động hướng dẫn các chủ rừng xử lý thực bì đúng cách Toàn thành phố Châu Đốc hiện có 243,09 ha diện tích đất có rừng, trong đó rừng tự nhiên 48,4 ha và rừng trồng là 194,66 ha để chủ động các biện pháp phòng cháy chữa cháy rừng hiệu quả làm hạn chế nguy cơ cháy rừng xảy ra ngay từ trước khi bước vào mùa hanh khô hạt kiểm lâm đã phối hợp với các ban ngành địa phương tăng cường công tác tuần tra kiểm soát đặc biệt là ở các khu vực có nguy cơ cháy rừng cao chuẩn bị dụng cụ phương tiện và bố trí lực lượng xung kích ứng trực để kịp thời ứng cứu và xử lý khi có cháy rừng xảy ra theo phương châm bốn tại chỗ bên cạnh đó khuyến khích các thành phần kinh tế hộ gia đình cá nhân tham gia bảo vệ và phát triển rừng xử lý thực bì dọn đường băng cản lửa. Đồng thời, mỗi người dân cần nêu cao ý thức trách nhiệm trong việc thực hiện các quy định phòng cháy chữa cháy rừng mùa khô với nhiều biện pháp chủ động trong công tác phòng cháy chữa cháy rừng được triển khai, tin tưởng rằng thành phố sẽ hạn chế đến mức thấp nhất tình trạng cháy rừng xảy ra. Theo Ban an toàn giao thông tỉnh An Giang, từ ngày 8 tháng 3 đến ngày 14 tháng 3 năm 2024, trên địa bàn tỉnh xảy ra 7 vụ tai nạn giao thông, 3 vụ gây hậu quả ít nghiêm trọng và 4 vụ gây hậu quả nghiêm trọng, làm chết 4 người, làm bị thương 3 người. So với tuần trước, số vụ tăng 4 vụ, số người chết tăng 3 người, số người bị thương không tăng không giảm. Hồi 18 giờ 30 phút ngày 11 tháng 3 năm 2024, tại đường lộ giao thông nông thôn trước nhà số 54 thuộc ấp An Khánh, xã Khánh An, huyện An Phú, tỉnh An Giang, xảy ra một vụ tai nạn giao thông đường bộ gây hậu quả nghiêm trọng giữa xe mô tô biển số 67X11115 do Nguyễn Chí Dũng sinh ngày 11 tháng 4 năm 1982, nơi cư trú, tổ 6 ấp An Hòa, xã Khánh An, huyện An Phú, tỉnh An Giang điều khiển, lưu thông theo hướng từ ấp Khánh Hòa, xã Khánh An đến ấp Thạnh Phú, xã Khánh An với bà Trần Thị Úc. Sinh ngày 15 tháng 1 năm 1950, nơi cư trú tổ 13 ấp Thành Phú, xã Khánh An, huyện An Phú, tỉnh An Giang, đang đi bộ trên đường, chưa xác định được hướng di chuyển, sau khi xảy ra tai nạn, không ai trình báo cơ quan chức năng. Đến sáng ngày 12 tháng 3 năm 2024, Công an xã Khánh An nắm được thông tin, tiến hành xác minh và báo cáo vụ việc trên đến đội cảnh sát giao thông trật tự công an huyện An Phú. Hậu quả, bà Trần Thị Úc được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa khu vực tỉnh An Giang, sau đó tử vong tại bệnh viện, nguyên nhân ban đầu đang điều tra làm rõ ngày 14 tháng 3 năm 2024, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh An Giang phối hợp Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố tổ chức truyền thông nâng cao kiến thức cho hội viên phụ nữ về phòng chống mua bán người năm 2024 trên địa bàn xã Vĩnh Tế. Tại buổi truyền thông, các chị em hội viên phụ nữ được nghe báo cáo viên triển khai pháp luật chính sách liên quan đến phụ nữ và một số nội dung về luật người cao tuổi, luật phòng chống bạo lực gia đình, luật phòng chống ma túy, những tác động hại lụy của tệ nạn ma túy và pháp luật về phòng chống mua bán người thông qua buổi truyền thông giúp hội viên phụ nữ và người dân trên địa bàn xã được nâng cao kiến thức hiểu biết về tác hại của ma túy tệ nạn mua bán người đối với bản thân gia đình và xã hội qua đó góp phần xây dựng môi trường lành mạnh an toàn xã hội ở cộng đồng dân cư Phòng Lao động Thương binh và Xã hội thành phố Châu Đốc thông tin chương trình khám sàng lọc tim miễn phí cho bệnh nhân tại tỉnh An Giang. Đối tượng, phụ nữ mang thai và trẻ em có bệnh lý về tim. Trẻ em đã phẫu thuật tim cần tiếp tục tái khám lại thời gian và địa điểm vào lúc 8 giờ ngày 20 tháng 4 năm 2024 thứ bảy tại khoa khám bệnh bệnh viện Sẵn nhi An Giang số 02 Lê Lợi phường Mỹ Bình thành phố Long Xuyên tỉnh An Giang đề nghị Ủy ban nhân dân phường xã thông báo đưa trẻ đến nơi khám hoặc hướng dẫn cho gia đình đưa trẻ đến điểm nêu trên để được khám tầm soát, đồng thời hỗ trợ thường xuyên phát thông báo trên đài phát thanh phường xã để người dân biết đăng ký. Các trường hợp có nhu cầu đề nghị Ủy ban nhân dân phường xã lập danh sách gửi về Phòng Lao động Thương binh và Xã hội trước ngày 12 tháng 4 năm 2024. Trong quá trình thực hiện có khó khăn dướng mắt xin liên hệ phòng lao động thương binh và xã hội điện thoại 02966 544 443 để hướng dẫn thêm. Rất mong nhận được sự quan tâm phối hợp của đơn vị nhằm nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ chăm sóc sức khỏe cho người dân trên địa bàn thành phố. Ký thai trưởng phòng, phó trưởng phòng Lê Dân Đức. và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thanh Thành phố Châu Đốc phát trên tần số FM 92,1 MHz. Ngày 13 tháng 3, cách đây 70 năm về trước, quân đội ta nổ phát súng đầu tiên vào tập đoàn cứ điểm quân địch, mở màn 56 ngày đêm của chiến dịch Điện Biên Phủ. Xong, để 13 tháng 3 năm 1954 trở thành ngày mở màn cho một chiến dịch lịch sử, trước đó đảng quỹ và Bộ Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ đã có những quyết sách đúng trong việc thay đổi phương châm tác chiến, góp phần đưa chiến dịch đến thắng lợi, để lá cờ quyết chiến quyết thắng của quân đội ta tung bay trên nắp hầm tướng Đờ Cát vào ngày 7 tháng 5 năm 1954. Thu Đông năm 1953, thực dân Pháp và can thiệp Mỹ cho ra đời kế hoạch NAVA. Trọng tâm của kế hoạch này là xây dựng Điện Biên Phủ thành một tập đoàn cứ điểm mạnh nhất Đông Dương nhằm khống chế cả một vùng rộng lớn của Tây Bắc và Thượng Lào với mưu toàn trong vòng 18 tháng sẽ tiêu diệt phần lớn bộ đội chủ lực của ta tiến tới kiểm soát lãnh thổ Việt Nam và Bình Định cả Nam Đông Dương các tướng lĩnh pháp khen ngợi hết lời tập đoàn cứ điểm điện biên phủ và mệnh danh đây là con nhiếm lợi hại với những công sự bê tông kiên cố tua tủa mọc ra bốn hướng tại nơi lòng chảo Mường Thanh, thực dân Pháp bố trí 16.200 quân với 21 tiểu đoàn thành 3 phân khu Bắc Trung Nam, gồm 49 cứ điểm hỗ trợ nhau, dòng trong, dòng ngoài, hai sân bay Mường Thanh và Hồng cúm với gần 100 lần máy bay lên xuống mỗi ngày, có thể vận chuyển khoảng 200 đến 300 tấn hàng và thả dù từ 100 đến 150 tên địch. Coi Điện Biên Phủ là cái bẫy để nghiền nát chủ lực Việt Minh, tướng công ghi hên hoang nói chúng ta đã có một quả lực mạnh đủ sức quét sạch đối phương gấp 4 đến 6 lần tướng Nava nhận xét họ mà xuống là chết với chúng ta đặc biệt trước khi trận đánh diễn ra đích thân phó tổng thống mỹ richard nixon sau này trở thành tổng thống đã lên thị sát việc xây dựng cụm cứ điểm để đảm bảo cho khoản đầu tư của mỹ ở đông dương được sử dụng hiệu quả cũng rất hài lòng không có một ý kiến nào phê phán nhận thức rõ âm mưu thủ đoạn của thực dân Pháp, đầu tháng 12 năm 1953, Bộ Chính trị quyết định mở chiến dịch Điện Biên Phủ và thông qua phương án tác chiến đánh nhanh thắng nhanh. Tuy nhiên, đánh giá tương quan lực lượng của hai bên cho trận quyết chiến chiến lược này, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã ra quyết định khó khăn nhất trong cuộc đời cầm quân của mình, dừng trận đánh, kéo pháo ra, chuyển phương án từ đánh nhanh thắng nhanh sang đánh chắc tiến chắc. Quyết định thay đổi phương trăm tác chiến dẫn đến việc kéo pháo ra là một thử thách không nhỏ đối với cán bộ chiến sĩ pháo binh. Quyết định đó đã gây xáo trộn lớn về tư tưởng bởi bao nhiêu mồ hôi và xương báo của hàng ngàn con người đã đổ xuống trên đường kéo pháo, bao nhiêu gian khổ đã vượt qua giờ lại phải kéo pháo ra. Trước tình hình đó, cấp ủy các đơn vị đã triệu tập hội nghị cán bộ tập trung làm cam tác tư tưởng phổ biến tỉ mỉ phương châm và kết quả tác chiến mới, giải thích cặn kẽ lý do để bộ đội hiểu, động viên mọi người vượt qua khó khăn thử thách, hoàn thành nhiệm vụ mới. Dồn trí lực và quyết tâm tất cả cho chiến trường, tất cả để chiến thắng. Trong vòng gần 2 tháng sau đó, quân đội ta tiếp tục đánh nghi binh, mở đường rộng hơn, dài hơn chung quanh núi rừng Điện Biên phủ, rồi ta lại kéo pháo vào, xây dựng công sự kiên cố hơn. Hào được đào sâu hơn, tiếp cận gần hơn căn cứ của quân Pháp. Lương thảo, vũ khí từ hậu phương dồn lên cho mặt trận cũng nhiều hơn. Tất cả chuẩn bị cho trận đánh dài ngày có thể sang đến cả mùa mưa. Trong chiến dịch Điện Biên Phủ, hàng dạng dân công đã tham gia tải thương, gùi, lương thực, thực phẩm, vũ khí, trang bị vào phục vụ chiến trường, xẻ núi, bạc đèo cho bộ đội ta kéo pháo vào trận địa. Chỉ tính riêng nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã đưa ra tiền tuyến 9.000 tấn gạo, nhân dân tỉnh Lai Châu đóng góp cho Điện Biên Phủ 2.666 tấn gạo, 226 tấn thịt, 210 tấn rau xanh, Quy động 16.972 dân công tham gia 517,210 ngày công, 348 ngựa thồ, 58 thuyền mãn, đóng góp 25.070 cây gỗ để làm đường. Nhân dân liền khu về trong 4 năm từ 1951 đến 1954 đã đóng góp 1.322.600 tấn thóc và số tiền tương đương 1.500.000 tấn nhân dân cả nước đóng góp 25.056 tấn gạo, góp 26 dạng người đi dân công quả tuyến. Riêng tuyến hậu cần chiến dịch đã sử dụng lực lượng khoảng 33.500 người phục vụ với hơn 30.000 ngày công. Ý nghĩa to lớn của chiến dịch cũng thấm tới từng người, tiêu diệt tập đoàn cứ điểm mạnh nhất của địch, đập tan kế hoạch NAVA, đánh bại âm mưu kéo dài chiến tranh xâm lược của đế quốc Pháp-Mỹ, mở ra một cục diện mới cho kháng chiến. Ngày 11 tháng 3 năm 1954, Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư tới các chiến sĩ, các chú sắp ra trận. Nhiệm vụ các chú lần này rất to lớn, khó khăn nhưng rất vinh quang. Bác tin chắc rằng các chú sẽ phát huy thắng lợi vừa qua, quyết tâm vượt mọi khó khăn gian khổ để làm tròn nhiệm vụ dễ dàng sắp tới. Chúc các chú thắng to đúng 17 giờ ngày 13 tháng 3 năm 1954, quân ta tấn công cứ điểm Hiêm Lam, mở màn chiến dịch Điện Biên Phủ, ta lần lượt tiêu diệt gọn cứ điểm này và cứ điểm độc lập. Bức hàng cứ điểm bản kéo phá dở cửa ngõ phía bắc của tập đoàn cứ điểm điện biên phủ diệt và bắt sống hơn 2.000 tên địch phá quỷ 25 máy bay xóa sổ một trung đoàn uy hiếp sân bay mường thanh trong tháng 4 năm 1954 quân ta đã đồng loạt tiến công các cứ điểm thắt chặt dòng dây chia cắt kiểm soát sân bay mường thanh quân địch rơi vào tình trạng bị động mất tinh thần cao độ Ngày 1 tháng 5 đến ngày 7 tháng 5 năm 1954, quân ta đánh chiếm các cứ điểm phía Đông và mở đợt tổng công kích tiêu diệt toàn bộ tập đoàn cứ điểm quân ta đánh chiếm các cứ điểm phía đông và mở đợt tổng công kích tiêu diệt toàn bộ tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ. Vào hồi 17 giờ 30 phút ngày 7 tháng 5 năm 1954, lá cờ quyết chiến quyết thắng của quân đội ta đã tung bay trên đốc hầm sở chỉ huy của địch. Đến 24 giờ cùng ngày, toàn bộ quân địch đã bị bắt làm tù binh. 56 ngày đêm chiến dịch kiên cường, dũng cảm, sáng tạo, quân và dân ta đã làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ, lẫy lừng Nam Châu, chấn động địa cầu. Toàn bộ tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ bất khả chiến bại đã bị quân và dân ta xóa sổ hoàn toàn. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định, chiến thắng Điện Biên Phủ như là một mốc son chói lọi bằng vàng của lịch sử. Thắng lợi này đã trực tiếp đưa đến việc ký hiệp định Geneva về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Đông Dương, tạo cơ sở và điều kiện để nhân dân ta tiến lên giành thắng lợi trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước vào năm 1975. 70 năm đã trôi qua, chiến thắng Điện Biên Phủ mãi mãi là niềm tự hào của dân tộc Việt Nam vì ý nghĩa to lớn và tầm dốc vĩ đại của nó, như Thủ tướng Phạm Minh Chính đã khẳng định, chiến thắng Điện Biên Phủ lần lẫy Nam Châu chấn động địa cầu có ý nghĩa lịch sử to lớn, mang tầm thời đại sâu sắc là chiến thắng của chủ nghĩa yêu nước, ý chí bất khuất, kiên cường, sức mạnh của khối đại đoàn kết của dân tộc Việt Nam dưới sự lãnh đạo tài tình sáng suốt của đảng, thể hiện sự trưởng thành của quân đội nhân dân Việt Nam kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên phủ là sự kiện chính trị quan trọng, thông qua đó khơi dậy lòng tự hào dân tộc, tăng cường giáo dục truyền thống cách mạng cho cán bộ đảng viên, nhân dân, nhất là thế hệ trẻ, động viên khích lệ đồng bào các dân tộc tỉnh Điện Biên và Tây Bắc tôn vinh tri ân người có công với cách mạng, với đồng bào, chiến sĩ đã đóng góp công sức xương máu để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc đồng thời qua đó góp phần xây dựng phát triển Điện Biên ngày càng giàu mạnh. Thưa quý vị và các bạn, An Giang là thị trường có sức mua lớn nhất dùng đồng bằng sông Cửu Long, còn nhiều tiềm năng cho các doanh nghiệp cung ứng sản phẩm tiêu dùng nội địa. Từ An Giang, hàng hóa có thể kết nối lan tỏa ra nhiều địa phương trong nước, cũng như xuất khẩu sang Dương quốc Campuchia. Năm 2023, chương trình đưa hàng Việt về nông thôn trên địa bàn An Giang tiếp tục tạo dấu ấn về quy mô tổ chức, sự hưởng ứng của người dân. Không chỉ doanh nghiệp trong tỉnh mà nhiều doanh nghiệp ngoài tỉnh thông qua chương trình đã mở rộng thị trường nông thôn, tạo dựng uy tín với người tiêu dùng, nâng cao sức cạnh tranh cho các sản phẩm Việt Nam. Sở Công Thương An Giang đã phối hợp siêu thị Tứ Sơn, thành phố Châu Đốc, siêu thị Cô Mát Thoại Sơn, siêu thị MMEGA, Market Long Xuyên, và Vinmark Long Xuyên tổ chức thành công 100 chuyến hàng Việt về nông thôn, kết nối sản phẩm nông sản của hợp tác xã với đầu mối thu mua sản phẩm tại thành phố Hồ Chí Minh. An Giang là thị trường có sức tiêu dùng lớn nhất dùng đồng bằng sông Cửu Long, là một trong những thị trường bán lẻ lớn của cả nước. Doanh nghiệp ở nhiều tỉnh, thành phố luôn có nhu cầu kết nối đưa hàng quá về thị trường An Giang. Không chỉ là thị trường tiêu dùng lớn mà sức mua của người dân An Giang còn có sự phục hồi tốt so với nhiều địa phương. Phó Giám đốc Sở Công Thương Nguyễn Thành Huân cho biết, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ cả năm 2023 của tỉnh đạt 85.196 tỷ đồng, tăng 17% so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó bán lẻ là 58.392 tỷ đồng, tăng 16,51%. Doanh thu dịch vụ 26.804 tỷ đồng, tăng 18,08%. Theo Sở Công Thương, hệ thống hạ tầng thương mại trên địa bàn tỉnh ngày càng phát triển. Các kênh phân phối hiện đại và truyền thống được hình thành đan xen. Phần lớn nguồn vốn đầu tư xây dựng từ doanh nghiệp phù hợp với chủ trương xã hội quá trong phát triển hạ tầng thương mại của tỉnh. Thời gian qua, Sở Công Thương An Giang đã chủ trì làm việc với Công ty Cổ phần Bất Động Sản Hà Minh Anh, thành phố Hà Nội về đầu tư xây dựng các dự án trung tâm thương mại siêu thị trên địa bàn tỉnh An Giang. Doanh nghiệp đang phối hợp với địa phương tìm kiếm vị trí phù hợp để đầu tư. Làm việc với Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại thành phố Hồ Chí Minh, Sài Gòn Cô op đầu tư xây dựng và đưa vào hoạt động siêu thị co ốp Mát chợ mới và một siêu thị tại huyện chợ mới, đầu tư xây dựng mới bà chợ, nâng cấp cải tạo 9 chợ. Các siêu thị cửa hàng tiện ích ra đời đã đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người dân về thực phẩm sạch, được người dân nông thôn đồng thuận cao. Bên cạnh chất lượng sản phẩm, các siêu thị cửa hàng tiện lợi còn được đầu tư hạ tầng khang trang, hình thức thanh toán hiện đại, có quá đơn mua hàng, nhiều chương trình khuyến mãi hấp dẫn. Đến nay, An Giang có 2 trung tâm thương mại, 2 trung tâm mua sắm, 8 siêu thị, 89 cửa hàng tiện lợi và 186 chợ truyền thống, 10 chợ hạng 2, 176 chợ hạng 3. Riêng năm quyện thị xã thành phố biên giới có 52 chợ, 13 chợ biên giới, 3 siêu thị Cô ấp Tân Châu, Cô ấp mát Châu Đốc, siêu thị Tứ Sơn, 21 cửa hàng Bách Quá Xanh và 6 cửa hàng Vinmart Cộng. Sở Công Thương An Giang đã phối hợp với các sở ban ngành và địa phương đẩy mạnh mời gọi đầu tư phát triển hạ tầng thương mại và dịch vụ logistics, nhất là hạ tầng thương mại biên giới theo đó đã mời gọi tập đoàn db quốc đến khảo sát thực tế cảng mỹ thới và cửa khẩu quốc tế tỉnh biên để nghiên cứu đầu tư cảng kho lạnh và kho ngoại quan tại an giang tập đoàn db quốc đang nghiên cứu tìm hiểu thông tin về các dự án đầu tư khảo sát và làm việc với các doanh nghiệp có địa điểm tập kết, kiểm tra giám sát hàng hóa xuất nhập khẩu ở khu thương mại dịch vụ cửa khẩu Khánh Bình, thống nhất lựa chọn địa điểm dự kiến đầu tư bến bãi tập kết, kiểm tra giám sát hàng hóa xuất nhập khẩu tại các cửa khẩu đường sông. Phó giám đốc Sở Công Thương Nguyễn Thành Huân cho biết, với tiềm năng thị trường lớn, Ngành công thương đặt mục tiêu phấn đấu tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ năm 2024 đạt 101.740 tỷ đồng, tăng 19,42% so với năm 2023 nhằm tạo thuận lợi cho người dân mua sắm tỉnh tăng cường mời gọi doanh nghiệp đầu tư xây dựng mới các công trình phát triển hạ tầng thương mại đặc biệt là quan tâm dành nguồn lực cho phát triển thương mại và đầu tư phát triển hạ tầng thương mại thiết yếu khu vực nông thôn dùng đồng bào dân tộc các địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn với các loại hình bán lẻ như chợ siêu thị quy mô dừa siêu thị mini cửa hàng tiện lợi Tỉnh tiếp tục hỗ trợ tạo điều kiện cho Liên hiệp Hợp tác xã Ô Cớp Việt Nam khảo sát chọn vị trí thuận lợi để mở rộng hệ thống điểm trưng bày giới thiệu và bán sản phẩm Ô Cớp, chương trình mỗi xã một sản phẩm trên địa bàn tỉnh. Cùng với tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam. Chương trình đưa hàng Việt về nông thôn, tỉnh khuyến khích phát triển mạnh các loại hình kinh doanh thương mại hiện đại dựa trên nền tảng số hóa đẩy mạnh ứng dụng thương mại điện tử và hoạt động quản lý và kinh doanh, thanh toán không dùng tiền mặt, nhất là phát triển các tiện ích thanh toán trên nền tảng di động, ví điện tử, QR code, đồng thời phát triển các phương thức bán lẻ mới, trong đó đặc biệt chú trọng phương thức bán lẻ qua điện thoại di động, qua các ứng dụng của mạng xã hội, trang thương mại điện tử nhằm đáp ứng xu hướng mua sắm của người tiêu dùng. Thưa quý vị và các bạn, ngày 13 tháng 3, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang cho biết, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang Nguyễn Thị Minh Thúy đã ký công văn gửi thành viên Ban Chỉ huy ứng phó biến đổi khí hậu, Phòng chống thiên tai và Phòng thủ dân sự tỉnh An Giang, Công ty Điện lực An Giang, Công ty Cổ phần Điện nước An Giang, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác thủy lợi An Giang và Ủy ban nhân dân huyện thị xã thành phố về tăng cường thực hiện các giải pháp phòng chống hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn, phục vụ sản xuất nông nghiệp và dân sinh mùa khô năm 2024. Mùa khô năm nay do ảnh hưởng của El Nino pha nóng duy trì đến tháng 6 năm 2024, nền nhiệt trên địa bàn An Giang cao hơn trung bình nhiều năm từ 0,5 đến 1 độ C. Từ tháng 3, nắng nóng nhiệt độ xuất hiện nhiều nơi, nhiệt độ cao nhất trong mùa nắng nóng có khả năng ở mức 36 đến 38 độ C, trong khi đó lượng mưa thấp hơn cùng kỳ, mực nước các trạm thượng nguồn sông Mekong xuống dần, tổng lượng dòng chảy sông Mekong về hạ lưu qua hai trạm Tân Châu và Châu Đốc thấp hơn từ 5 đến 15% trong tháng 3, thấp hơn từ 15 đến 25% trong tháng 4 đến tháng 6 năm 2024. Trong những tháng mùa khô năm 2024, tình trạng khô hạn có thể kéo dài. Xâm nhập mặn dùng cửa sông khu vực biển Tây thuộc tỉnh Kiên Giang xuất hiện sớm hơn, cao hơn trung bình nhiều năm. Độ mặn cao nhất có khả năng ở mức từ 0,1 đến 0,3 phần ngàn và duy trì trong tháng 3 đến tháng 5 năm 2024. Trước diễn biến này, Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang yêu cầu Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố theo dõi triển khai kế hoạch phòng chống hạn, kiệt, mùa khô năm 2023-2024 phù hợp với thông tin dự báo khí tượng, thủy văn và tình hình hạn hán thiếu nước, bảo đảm cấp nước phục vụ sản xuất nông nghiệp và dân sinh cần xác định nguy cơ ảnh hưởng đến từng dùng, từng khu vực để có giải pháp cụ thể. Trên cơ sở kiện toàn ban chỉ huy ứng phó biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai và phòng thủ dân sự cấp huyện xã, thành viên là trưởng cơ quan đơn vị, ban chỉ huy các cấp phân công nhiệm vụ cụ thể từng thành viên nhằm nâng cao hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành khi có sự cố thiên tai xảy ra. Các địa phương tiếp tục rà soát củng cố hoạt động của đội xung kích phòng chống thiên tai cấp xã, đảm bảo số lượng chất lượng chủ động xử lý giờ đầu và giảm thiểu đến mức thấp nhất khi có ảnh hưởng hạn kiệt chủ động nguồn nước cho sản xuất nông nghiệp và dân sinh. Các địa phương bố trí cơ cấu sản xuất phù hợp với khả năng nguồn nước, tránh gieo trồng ở dùng không bảo đảm chủ động nguồn nước tưới, khuyến khích chuyển đổi mạnh cơ cấu cây trồng từ lúa sang canh tác nông nghiệp đa dạng, đáp ứng nhu cầu của thị trường, chuyển từ phát triển theo số lượng sang chất lượng, bố trí dùng sản xuất cây trồng có cùng khả năng chịu hạn và nhu cầu dùng nước để thuận tiện cho việc điều tiết nước. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác thủy lợi An Giang phối hợp Ủy ban Nhân dân huyện Tri Tôn, thị xã Tịnh Biên và chi cục kiểm lâm xây dựng ban hành kế hoạch lấy nước từ hồ chứa do công ty quản lý để phục vụ sản xuất nông nghiệp dân sinh và phòng chống cháy rừng mùa khô năm 2024. Trong đó thống nhất cụ thể và phương án điều tiết nước cho hạ du theo hướng vận hành linh hoạt, tiết kiệm nước, bảo đảm phù hợp khả năng lấy nước hiệu quả của công trình thủy lợi đủ nước cung cấp cho cây trồng, thực hiện thời vụ sản xuất tập trung để không kéo dài thời gian lấy nước. Các ngành địa phương ưu tiên tổ chức nạo vét kênh mương, cửa, lấy nước để khơi thông dòng chảy, chủ động tích nước trong các ao hồ dùng trũng thấp, kênh rạch, để nhanh tiến độ thi công công trình thủy lợi, sớm hoàn thành, đưa vào sử dụng, lắp đặt và vận hành các trạm bơm giả chiến, sử dụng các thiết bị để tích trữ nước. Các sở ngành là thành viên ban chỉ huy ứng phó biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai và phòng thủ dân sự tỉnh An Giang theo chức năng nhiệm vụ phân công hỗ trợ địa phương trong công tác phòng chống khắc phục tình hình hạn kiệt, mực nước thấp theo phương châm bốn tại chỗ, đảm bảo công tác cấp nước sinh hoạt và sản xuất được liên tục. Thưa quý vị và các bạn, thành phố Châu Đốc có diện tích đất có rừng là 243,09 ha, trong đó rừng tự nhiên là 48,4 ha và rừng trồng là 194,66 ha. Diện tích có rừng đủ tiêu chuẩn để tính tỷ lệ che phủ toàn thành phố Châu Đốc là 229,32 ha, tỷ lệ che phủ là 2,1%. Hiện nay tình hình thời tiết đang bước vào mùa nắng nóng, hành khô kéo dài là nguy cơ tiềm ẩn xảy ra cháy nổ. Trong đó nguy cơ xảy ra cháy rừng là rất lớn. Ngoài ra, khách du lịch đến tham quan tại khu du lịch quốc gia núi Sam ngày càng tăng, vì vậy nguy cơ gây cháy rừng sẽ tăng cao. Do đó, để chủ động trong công tác bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng, giảm thiểu tối đa thiệt hại do cháy rừng gây ra trên địa bàn thành phố trong thời gian tới. Ban chỉ huy chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững thành phố, gọi tắt là ban chỉ đạo, đề nghị các đơn vị thành viên Ban chỉ huy chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững thành phố và ủy ban nhân dân các phường xã theo chức năng nhiệm vụ triển khai đẩy mạnh công tác tuyên truyền tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, ý thức trách nhiệm của cộng đồng dân cư, hộ gia đình và mọi người dân đối với công tác bảo vệ và phát triển rừng. Đối với công tác phòng cháy chữa cháy rừng trong mùa khô cần củng cố tăng cường hoạt động của ban chỉ đạo thực hiện các vấn đề cấp bách về bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng các cấp. Các chủ rừng chủ động xây dựng và thực hiện phương án quản lý bảo vệ rừng, phương án phòng cháy chữa cháy được phê duyệt. Cơ quan chức năng tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn các đơn vị xây dựng và thực hiện phương án phòng cháy chữa cháy rừng, xây dựng phương án quy động lực lượng phòng cháy chữa cháy rừng trên từng địa bàn, chuẩn bị phương tiện công cụ sẵn sàng ứng cứu cho các đơn vị khi có cháy rừng xảy ra tổ chức tốt lực lượng để chữa cháy rừng tại cơ sở để đảm bảo phòng cháy và chữa cháy rừng theo phương châm bốn tại chỗ chỉ huy tại chỗ lực lượng tại chỗ phương tiện tại chỗ hậu cần tại chỗ không để cháy rừng xảy ra trên diện rộng trong mùa khô lập kế hoạch và triển khai diễn tập phương án chống cháy rừng chủ động phối hợp với các lực lượng chức năng tại cơ sở xây dựng quy chế phối hợp trong công tác quản lý bảo vệ rừng củng cố chứng chỉnh tăng cường hiệu lực của các trạm bảo vệ rừng Tăng cường kiểm tra chống chặt phá rừng các đường dây mua bán vận chuyển gỗ trái phép, tăng cường kiểm tra và phối hợp với các cơ quan chức năng của địa phương hướng dẫn kiểm tra và xử lý các hành vi vi phạm luật bảo vệ và phát triển rừng, chống người thi hành công vụ. Tăng cường hoạt động kiểm lâm địa bàn xã phường, củng cố và thành lập mới các trạm kiểm lâm trên địa bàn xã, các chốt bảo vệ rừng để kiểm tra giám sát, phát hiện và xử lý các hành vi xâm hại tài nguyên rừng xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với các tổ chức và cá nhân vi phạm các quy định về phòng cháy chữa cháy rừng xem xét trách nhiệm của các tổ chức cá nhân và người đứng đầu cơ quan đơn vị và chủ rừng trong phạm vi trách nhiệm và quyền hạn của mình khi không có các biện pháp bảo vệ rừng phòng cháy chữa cháy rừng và khi có cháy rừng xảy ra không tổ chức chữa cháy kịp thời Quỹ ban nhân dân phường núi Sam, xã Vĩnh Tế, Vĩnh Châu phối hợp đơn vị liên quan xây dựng và triển khai kế hoạch bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng năm 2024 trên địa bàn quản lý thực hiện nghiêm trách nhiệm quản lý nhà nước về công tác phòng cháy chữa cháy rừng, tăng cường công tác kiểm tra giám sát về phòng cháy chữa cháy rừng, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm. Xử lý nghiêm những đối tượng có hành vi vi phạm để xảy ra cháy rừng trên địa bàn, tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy rừng, phân công lực lượng ứng trực 24 trên 24 giờ trong suốt mùa khô, chủ động có phương án phòng cháy chữa cháy rừng, nhất là tại các khu vực địa bàn có nguy cơ cháy cao, chịu trách nhiệm về công tác phòng cháy chữa cháy rừng tại địa phương quản lý tăng cường tuyên truyền giáo dục nâng cao ý thức trách nhiệm trong công tác phòng cháy chữa cháy rừng, tăng cường kiểm tra và tuyên truyền vận động người dân hạn chế đốt nhang đèn vàng mã ở những khu vực dễ xảy ra cháy, nhất là các điểm du lịch. Tăng cường thực hiện các biện pháp quản lý bảo vệ động vật quan dã, chấp hành và thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về các điều kiện gây nuôi, phát triển và sử dụng tiêu thụ đối với động vật, đặc biệt là các loài động thực vật quý hiếm. Hà kiểm lâm liên quyện tỉnh biên châu đốc chủ trì phối hợp đơn vị liên quan làm việc các chủ rừng, các tổ chức cá nhân hộ nhận khoáng rừng phải xây dựng phương án phòng cháy chữa cháy rừng và trang bị phương tiện, dụng cụ, lực lượng hợp đồng bảo vệ rừng đảm bảo hoạt động hiệu quả và phối hợp các lực lượng trong công tác bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng. Hiện nay đang là giai đoạn cao điểm mùa nắng nóng với nền nhiệt cao, do đó nguy cơ xảy ra cháy rừng là rất lớn. Bên cạnh sự vào cuộc tích cực của các cơ quan chức năng, cấp quỹ chính quyền địa phương, thì mỗi người dân cần nâng cao ý thức trách nhiệm trong công tác bảo vệ rừng, phòng chống cháy rừng, nhất là những người dân sống ở khu vực gian rừng, phát huy hiệu quả năng lực bốn tại chỗ, xử lý phải kịp thời, dứt điểm, hiệu quả cao. Với tinh thần ý thức trách nhiệm cao trong công tác bảo vệ phòng cháy chữa cháy rừng của các cấp ngành và người dân, thành phố Châu Đốc đang phấn đấu hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do cháy rừng gây ra để góp phần bảo vệ nguồn tài nguyên, môi trường sinh thái trên địa bàn. Nhằm hỗ trợ nông dân mở rộng sản xuất phát triển kinh tế, Hội Nông dân các cấp trong tỉnh An Giang đã phát huy hiệu quả nguồn quỹ hỗ trợ nông dân Đến nay, nguồn quỹ này thực sự trở thành điểm tựa để nông dân phát triển sản xuất, cải thiện đời sống, nâng cao thu nhập. Nhằm hỗ trợ hội viên phát triển nhân rộng mô hình sản xuất kinh doanh, góp phần tăng thu nhập và nâng cao đời sống, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã thành lập phát triển quỹ hỗ trợ nông dân. Sau 28 năm thành lập và phát triển, nguồn quỹ này đã mang lại tác dụng tích cực đối với đời sống nông dân. Tại An Giang, hàng năm, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh xây dựng kế hoạch vận động tăng trưởng nguồn vốn quỹ hỗ trợ nông dân, giao chỉ tiêu cho Hội Nông dân các quyện, thị xã, thành phố, tham mưu cấp quỹ, quỹ ban nhân dân cung cấp, bổ sung nguồn vốn cho quỹ hỗ trợ nông dân. Năm 2023, đã vận động hơn 2,5 tỷ đồng, đạt 56,9% chỉ tiêu trung ương giao, nâng tổng số nguồn vốn quỹ hỗ trợ nông dân toàn tỉnh lên 43,8 tỷ đồng. Cụ thể, nguồn vốn do Trung ương Hội Nông dân Việt Nam ủy thác là 10,3 tỷ đồng, vốn cấp tỉnh hơn 8 tỷ đồng và nguồn vốn cấp quyện xã là 25,4 tỷ đồng. Trong đó có những đơn vị cấp quyện tiêu biểu dẫn động nguồn vốn trên 3 tỷ đồng như quyện chợ mới Phú Tân. Năm 2023, các cấp hội trong tỉnh đã giải ngân 31 dự án với tổng vốn hơn 9 tỷ đồng, phát dây cho 259 hộ, tạo việc làm cho 883 lao động. Bên cạnh cũng thu nợ trong kỳ 28 dự án với khoảng 5,4 tỷ đồng đến nay hội nông dân tỉnh đang quản lý dư nợ nguồn vốn quỹ hỗ trợ nông dân là 132 dự án với số tiền 35,3 tỷ đồng. Có thể nói nguồn vốn quỹ hỗ trợ nông dân đã phát huy vai trò chủ đạo trong hỗ trợ hội viên nông dân dày phát triển sản xuất, tạo việc làm tại chỗ cho nông dân, góp phần nâng cao thu nhập, hạn chế tính dụng đen trong khu vực nông thôn. Theo ông Nguyễn Văn Nhiên, hội nông dân tỉnh đã chỉ đạo hội nông dân các quận, thị xã, thành phố tiếp tục củng cố kiện toàn cán bộ quản lý nguồn quỹ hỗ trợ nông dân, đồng thời yêu cầu hội nông dân cấp cơ sở thực hiện tốt việc vận động tạo nguồn vốn, đăng nộp về hội nông dân cấp trên đúng theo hướng dẫn 841 HG trên HNGTVK của Ban Thường vụ Trung ương hội. Đồng thời, Hội Nông dân các cấp, cấp tiếp tục triển khai có hiệu quả chương trình liên ngành với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thực hiện chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp nông thôn theo nghị định 116 của chính phủ tiếp tục thực hiện có hiệu quả chương trình phối hợp với ngân hàng chính sách xã hội quỹ thác cho dây hộ nghèo và các đối tượng chính sách với 41.533 hội viên nông dân tham gia tổng dư nợ là 1.250 tỷ đồng tăng hơn 102 tỷ đồng so với năm 2022 Tại thị xã Tịnh Biên, Hội nông dân thị xã vận động quỹ hỗ trợ nông dân của thị xã tỉnh và trung ương để phát dây cho 99 dự án 118 hộ với số tiền hơn 3 tỷ đồng. Trong đó có hai dự án của quỹ hỗ trợ nông dân tỉnh và trung ương tại phường An Phú và xã An Hảo với tổng số tiền 1,27 tỷ đồng. Hội phối hợp với Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội Thị xã xét cho 3.964 hộ dây với tổng số tiền trên 112,3 tỷ đồng để kinh doanh học tập, chăn nuôi, thực hiện các mô hình phát triển kinh tế. Đến nay đã thu được những kết quả tích cực khi một số hộ dây thu được lợi nhuận từ việc phát triển mô hình, tiến hành hoàn vốn đúng quy định. Dù đạt được những kết quả tích cực nhưng việc chuyển ngân sách địa phương cho quỹ hỗ trợ nông dân ở một số nơi còn chậm, chưa đạt yêu cầu, chưa đảm bảo nguồn lực hỗ trợ nông dân phát triển các mô hình sản xuất. Tiếp tục phát huy hiệu quả nguồn quỹ hỗ trợ nông dân trong năm 2024, Hội nông dân tỉnh đặt mục tiêu sẽ tăng trưởng nguồn vốn quỹ hỗ trợ nông dân toàn tỉnh từ 4,5 tỷ đồng trở lên, hỗ trợ trên 1.000 lượt hội viên phát triển sản xuất. Đây là mục tiêu được dự báo sẽ khó khăn nhưng các cấp hội trong tỉnh quyết tâm để đạt kết quả tốt nhất. Bên cạnh hỗ trợ nguồn vốn, hội nông dân các cấp trong tỉnh cũng nỗ lực phối hợp tổ chức dạy nghề trực tiếp từ 1.000 nông dân trở lên, giới thiệu việc làm trên 800 hộ nông dân. Mỗi đơn vị hội nông dân cấp quyền hướng dẫn thành lập mới một hợp tác xã trở lên, mỗi cơ sở hội hướng dẫn thành lập mới một tổ hợp tác trở lên nhằm hỗ trợ hội viên nông dân phát triển sản xuất. Hội sẽ tích cực vận động nông dân đăng ký thi đua, trở thành hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, tham gia tích cực vào các mô hình kinh tế tập thể, kinh tế hợp tác tại địa phương, phát triển những mô hình mới, cách làm hay nhằm nâng cao thu nhập, đồng thời tham gia tích cực vào chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tại địa phương, khẳng định vai trò vị trí của nông dân An Giang trong thời hội nhập. thưa quý vị và các bạn chương trình phát thanh hôm nay đến đây là hết cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi xin kính chào tạm biệt